Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 21 tháng 12 của Game Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, đừng quên dành một giây nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Tương lai của Pogba đang bị đặt dấu hỏi lớn trong bối cảnh tiền vệ người Pháp sẽ đáo hạn hợp đồng với MU vào cuối mùa giải này. Cầu thủ 28 tuổi đang trong quá trình hồi phục chấn thương và dự kiến sẽ trở lại sân cỏ vào tháng Giêng tới. Theo nguồn tin của tờ The Mirror, MU đã đề nghị Pogba ký vào bản hợp đồng mới với mức lương lên tới 20 triệu euro mỗi năm trước thuế. Tuy nhiên, huấn luyện viên tạm quyền Rangnick lại được cho là đang tìm kiếm các phương án thay thế và có thể sẽ không đầu tư quá nhiều tiền cho việc dạn hợp đồng với tiền vệ người Pháp. Trong thời gian gần đây, PSG và Juventus được đồn đoán là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Pogba. Tờ La Gazzetta dello Sport tiết lộ, người đại diện của tiền vệ người Pháp Mino Raiola muốn thân chủ của mình chuyển đến PSG hơn là trở lại Juventus, nơi cầu thủ 28 tuổi từng có 4 năm gắn bó. Raiola đang tìm kiếm một bản hợp đồng hậu hĩnh cho Pogba và PSG là một trong số ít các câu lạc bộ có thể đáp ứng được điều đó. Ngược lại, nếu đồng ý trở về Juventus, Pogba sẽ phải cắt giảm mức lương đáng kể so với hiện tại. Bên cạnh đó, Raiola cũng đang có một mối quan hệ rất tốt với PSG, với việc ba thân chủ của ông là Donnarumma, Marco Verratti và Xavi Simons hiện đang khoác áo đội bóng thủ đô Paris. Nếu đồng ý đến PSG, Pogba sẽ sát cánh với người bạn thân ở đội tuyển Pháp là Mbappé, cùng hai siêu sao Messi và Neymar. Hầu hết người hâm mộ đều nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng B, đặc biệt sau khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vùi dập Malaysia 3-0. Chanathip Songkrasin và các cầu thủ Thái Lan cũng không ngoại lệ. Họ đã sớm tính toán cho khả năng chạm trán Indonesia ở bán kết. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam chỉ giành ngôi nhì bảng vì kém hiệu số bàn thắng bại với Indonesia. Qua đó sẽ đụng độ Thái Lan ở vòng 4 đội. Dù có đôi chút bất ngờ, nhưng Chanathip cho biết Thái Lan đang rất tự tin và đã sẵn sàng để hạ bệ nhà đương kim vô địch giải đấu. Nhận định về đội tuyển Việt Nam, Messi Thái chia sẻ: "Chúng tôi không nghĩ rằng sẽ gặp Việt Nam ở bán kết, nhưng đã vào bán kết thì đội nào cũng mạnh, nên Thái Lan luôn giữ sự tập trung cao nhất. Tôi không quan tâm tới thống kê giữ sạch lưới của tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Thái Lan sẽ không thua ở giải đấu này. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống và chuẩn bị 100% để giành phần thắng. Mục tiêu của chúng tôi đến Singapore là mang chức vô địch về nhà." Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan được xem là chung kết sớm của AF Cup 2020. Đội nào thắng đều có cơ hội lớn giành chức vô địch. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu với đội bóng xứ chùa vàng. Điều đó sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Công Phượng và các đồng đội. Kane chỉ bị phạt thẻ vàng sau khi thực hiện một pha vào bóng nguy hiểm với Robertson của Liverpool và nhiều người tin rằng án phạt đáng ra phải nghiêm khắc hơn nhiều. Cựu tiền vệ Perry Groves cho rằng pha bóng đó có thể khiến Robertson bị gãy chân và trọng tài Tierney đã quá non khi chỉ xử lý tình huống này bằng một thẻ vàng. Groves nói trên TalkSport, "Đáng lẽ đó phải là một chiếc thẻ đỏ. Kane đã trượt vào, đó là một thẻ đỏ, nhưng vì đó là Harry Kane và cậu ấy là đội trưởng đội tuyển Anh. Nếu Robertson không tránh kịp và chân của cậu ấy không đặt trên sân, thì cậu ấy sẽ bị gãy chân. Paul Tierney đã quá nhẹ tay." Hàng loạt chuyên gia đã đưa ra lời nhận xét tương tự. Khó chịu nhất với quyết định của trọng tài chính là huấn luyện viên Jurgen Klopp. Klopp cho rằng Harry Kane lẽ ra phải bị đuổi vì pha phạm lỗi với Andy Robertson và Liverpool sau đó nên được hưởng một quả phạt đền. Mourinho đã phải trải qua một khởi đầu khó khăn trong triều đại của mình ở Rome sau khi trở lại Serie A vào mùa hè. Mourinho hiện đang muốn tăng cường đội hình của mình trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng và một báo cáo mới đây đã tiết lộ rằng ông muốn tiếp tục giao dịch với Chelsea. Mới đây, báo giới Italy tiết lộ Mourinho rất muốn có Loftus-Cheek, người đang dần trở lại dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel. Roma đang rất cần sự tiếp viện ở hàng tiền vệ và tiền vệ 25 tuổi phù hợp với dự án này. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu Loftus-Cheek có muốn chuyển sang Ý thi đấu hay không, nhưng Mourinho hy vọng rằng đồng đội cũ của tiền vệ này, Abraham, có thể thuyết phục người bạn của mình đến Serie A. Bộ đôi này đã cùng nhau trải qua nhiều năm ở học viện của câu lạc bộ trước khi lên đội 1. Chiều ngày 20 tháng 12, UEFA ra quyết định xử thua Tottenham 0-3 trong trận đấu với câu lạc bộ Rennes, Pháp. Đội bóng của huấn luyện viên Antonio Conte đã đơn phương bỏ thi đấu ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Rennes do nhiều ca Covid-19. Tottenham khi đó chỉ còn 10 cầu thủ đủ khả năng ra sân, trong khi UEFA yêu cầu mỗi đội phải có tối thiểu 13 người trong danh sách thi đấu. Do đó, đại diện nước Anh chọn phương án rút lui. Tuy nhiên, Tottenham quyết định không thi đấu mà không có sự đồng thuận của UEFA lẫn Rennes. Sau nhiều ngày thảo luận và không thể tìm phương án đá lại,
UEFA đã quyết định xử thua Tottenham. Với kết quả này, gà trống chia tay UEFA Conference League ngay từ vòng bảng. Trước khi bị xử thua, Spurs vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp nếu thắng Rennes ở lượt cuối cùng. Tottenham là đội bóng Anh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19. Theo Sky Sport, 9 cầu thủ đội 1 và 5 thành viên ban huấn luyện Spurs được xác định dương tính với Covid-19. Ngoài ra, dịch bệnh còn tấn công dữ dội đội U23 của Tottenham. Bất chấp những chấn thương liên miên, Eden Hazard không muốn rời Real Madrid trong tháng 1. Ngôi sao người Bỉ chỉ cân nhắc tương lai sau khi mùa giải này khép lại. Được biết, Lille bất ngờ trở thành câu lạc bộ mới nhất theo đuổi Hazard. Đội bóng Ligue 1 có thể mượn thủ quân tuyển Bỉ đến cuối mùa giải. Ở tuổi 30, Hazard không còn là ngôi sao đẳng cấp hàng đầu như khi khoác áo Chelsea. Cụ thể, Mino Raiola khẳng định De Ligt đã sẵn sàng cho một bước tiến mới. Cậu ấy đang nghĩ như vậy. Đây có thể là tin vui cho Chelsea. Đội bóng đã liên hệ với cầu thủ 22 tuổi trong những tháng gần đây. Chelsea buộc phải mua một trung vệ và De Ligt là phương án chất lượng. Hiện tại Antonio Rudiger, Cesc Azpilicueta và Andreas Christensen đều có khả năng rời Stamford Bridge. Bản tin bóng đá sáng ngày 21 tháng 12 của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.